Chào các bạn, hôm nay cô và các bạn sẽ cùng nhau đi giải bài tập số 32, sách giáo khoa trang 77. Đề bài yêu cầu chúng ta thực hiện các phép tính. Thì nhìn qua một lượt thì các bạn thấy ngay cho cô đây là các phép tính cộng hai số nguyên khác dấu đúng không ạ? Vậy cô và các bạn sẽ cùng đi ôn lại về quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu. Các bạn trở lại cho cô sách giáo khoa trang 76, phần đóng khung. Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng, lấy số lớn trừ số nhỏ, rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Đấy. Vậy thì chúng ta sẽ vận dụng quy tắc này để đi giải bài tập 32. Lời giải cụ thể chi tiết như sau ạ. Ý A nhỏ. Ý A là 16 này, cộng với âm 6. Rồi vậy bước đầu tiên, để chúng ta có thể đối chiếu với quy tắc này, tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng. Vậy thì cô sẽ thực hiện bước tìm giá trị tuyệt đối ra nhé. Giá trị tuyệt đối của 16 là bằng 16 đúng không ạ? Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương thì bằng chính nó mà. Giá trị tuyệt đối của âm 6 là bằng 6. Rồi chúng ta tìm hiệu, hiệu là chúng ta thực hiện phép trừ, lấy số lớn trừ số nhỏ. Vậy cô sẽ lấy 16 trừ đi 6. Rồi đặt trước kết quả dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Ở đây các bạn thấy này, hai số này thì số này có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Vậy thì chúng ta sẽ lấy dấu của số 16. 16 đang mang số nguyên dương, 16 đang là một số nguyên dương, nghĩa là nó mang dấu cộng, hoặc các bạn cũng có thể coi là không dấu đúng không ạ? Vậy thì ở đây các bạn có thể đặt dấu cộng ở phía trước kết quả mà chúng ta vừa tìm, hoặc là bỏ qua dấu cộng đấy cũng được. Và đây các bạn sẽ được kết quả là bằng 10. Đấy. Ý B. 14 cộng âm 6. Cách làm vẫn như vậy. Chúng ta sẽ đi tìm giá trị tuyệt đối của 14 là bằng 14 này. Ở giá trị tuyệt đối của âm 6 là bằng 6. Đi lấy hiệu hai giá trị tuyệt đối đi lấy hiệu hai giá trị tuyệt đối này và lấy số lớn, nghĩa là lấy 14 trừ đi số bé, nghĩa là trừ đi 6. Rồi đặt kết quả trước, rồi đặt trước kết quả dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Thì ở đây chúng ta vẫn thấy là 14 có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Và 14 thì mang dấu cộng rồi đúng không ạ? Vậy các bạn có thể bỏ qua dấu đằng trước và các bạn được kết quả bằng 8. Ý C là âm 8 cộng 12. Và vẫn phương pháp làm như vậy. Chúng ta đi tìm giá trị tuyệt đối của âm 8 là bằng 8. Giá trị tuyệt đối của 12 là bằng 12. Rồi chúng ta thực hiện phép trừ, lấy số lớn trừ số bé là lấy 12 trừ 8. Rồi đặt dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn. Thì rõ ràng 12 lớn hơn 8 chưa ạ? Và 12 thì đang là một số nguyên dương. Vậy chúng ta có thể không cần đặt dấu ở trước này, đằng này cũng được. 12 trừ 8 bằng 4. Kết quả là bằng dương 4 đúng chưa? Rồi, vậy là cô và các bạn đã cùng nhau giải xong bài tập số 32 rồi. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn.